Vậy là cái sắp đế, cái menu của công sắp đế nha các bạn. Nói chung nay mình quay có hai cây sắp đế các bạn ơi, hai cây sắp đế. Sắp đế mình không có quay nhiều tại nó giống như là nó bị trùng lập các bạn, cây nào cũng như cây nấy. Như anh em nào phái sắp đế thì mình bán sắp đế thôi chứ mình không có quay nhiều, nó bị trùng lập, hầu như cây nào nó cũng giống như cây nào các bạn ơi. Rễ nó cái này nguyên cái đế rễ đặc bu rồi, cái này có rễ này bỏ bỏ rễ này các bạn. Cái này nó cắm xuống không đều hết rồi, có rễ này nó hơi xẹo xẹo một chút, đục cái rễ này bỏ luôn. Hai cây nha các bạn, cây này cái hoành chỗ này khoảng ok, cái cầm vô đó chắc là cỡ cỡ đít chai nước này bạn. Cây này cái hoành chỗ này chắc khoảng 22 22 22 22. Cái đoạn thân này mình cắt trường hao thôi nha các bạn, chứ nhiều khi về cắt lại đoạn thân này nó dài khoảng 23 24 thôi. Có người hỏi cái cụm đế này là khoảng 45 á nha bạn, 45 46 nó bự, cụm đế thì nó bự. Sau này nói chung nó gị cái bát với ai này lên thì cái thân này nó mau bự lẹ lắm. Hai cây nha bạn, cây này cây số 1. Cây số 2 nè. Nói chung mấy cái này thì nói chung nó na ná nhau các bạn ơi. Nó gần giống nhau luôn. Như chị em anh em vậy thôi. Một số cây nó lỗi quá thì nhìn nó một số cây sắp mà bị lỗi quá thì nhìn nó xấu, chứ còn như mấy cây này thì nó na ná nhau rồi, nó giống nhau. Cây này cái hoành cho này cũng khoảng 22 thôi, cặp vô sát khoảng 20 22 vậy thôi. Nói chung mấy cây này nó cùng lứa, thở ra trên nước rồi. Chiều cao của cái này nó khoảng 23 thôi bạn. Cái này nói chung về chọn cái mục nu, mấy mục nu này cắt lại này, cắt lại chỗ này trồng lại. Sau này 2-3 năm sau hoặc là mấy bạn vô tàn liền thì cũng được, hoặc là nuôi thêm cho nó bự lên. Mấy cái đế này nó sát lại chút xíu nữa thì, hoặc là để vậy chơi cái mini cũng được thầy bạn. Nụ công nha bạn, hai cây nụ công nó lớn, mấy cây dòng trung sim, hai cây bạn ơi. Cây này cây số 2 nha.